Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Burnley và câu lạc bộ Brentford. Đây là trận đấu thuộc vòng 29 giải ngoại hạng Anh và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 16 tháng 3 theo giờ Việt Nam, và theo đánh giá thì câu lạc bộ Brentford sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Burnley với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể tăng 0,5 và hạ xuống còn là kèo đồng, mức tài xỉu là 2,75 ba trái và 2,5 tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nhé. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần đối đầu gần nhất của Burnley và Brentford thì Burnley thắng 3 và thua 2 trước Brentford. 5 trận thi đấu gần nhất của Burnley thì Burnley hòa 1 và thua 4. 5 trận thi đấu gần nhất của Brentford thì Brentford cũng vậy, họ cũng hòa 1 và thua 4. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Burnley được chấp 0,25 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này gặp lại Brentford thì Burnley bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Brentford thì Burnley họ cũng không thua kém gì Brentford là mấy đâu. Thứ hai nữa thì trận này Burnley có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì nếu như hai đội kết thúc với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Burnley được chấp, chúng ta cũng thắng nửa kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Những lần tiếp đón Brentford trên sân nhà trước đây thì mình thấy đa phần Burnley họ tận dụng được điểm tựa sân nhà của mình để vượt qua được Brentford. Ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà mà gặp lại Brentford đang có phong độ cũng không tốt, thì biết đâu đây sẽ là lần tiếp theo cho Burnley đá bại được Brentford thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Burnley được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Với mọi thứ nó cũng không thua kém gì đội khách thì mình nghĩ ít nhất trận này Burnley họ sẽ giữ lại một điểm trên sân nhà của mình trước Brentford. Chỉ cần như vậy thôi thì chúng ta chọn Burnley, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu là 2,75 ba trái và 2,5. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội, đặc biệt là trên sân nhà của Burnley, thì cũng không có được nhiều bàn thắng được ghi. Và thời gian vừa qua hai đội đang có phong độ không tốt, cũng như là cái hiệu suất ghi bàn nó cũng còn hạn chế. Dự đoán cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu ít bàn thắng, nhưng mà để cho an toàn hơn các bạn lựa kèo xỉu phụ trận này, đó là xỉu 3 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ cũng không thua kém gì đội khách thì Burnley họ cũng sẽ không thua trước Brentford ở hiệp 1 đâu. Thậm chí là hiệp 1 Burnley mới là đội sẽ có bàn thắng dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Burnley kèo đồng nha, và đá nhẹ cái xỉu 1,25. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Burnley và xỉu. Ở hiệp 1 cũng vậy, ưu tiên chọn Burnley cả trận và xỉu hiệp 1 trận này. Xin chào.